mà mình đi săn nha anh em. Đấy, bữa nay anh làm video review thực tế cho anh em xem luôn. Quên dép luôn rồi. Anh muốn chơi không dép luôn anh em ơi. Gấp quá, về lại 5 giờ rồi. Đi học mới về luôn. Dép luôn. Đi học mới về luôn. Đây, đây là đường biên giới nha anh em. Quay bên này. Bên này là đất Campuchia. Bên này là đất Việt Nam. Đấy, đây là con Harris. Anh em nhớ đón xem hết clip này nha. Để coi bữa nay mình với anh Nhân Quân sẽ được con mồi gì nha. Đấy. Mình cũng muốn làm vlog cho anh em xem lắm, nhưng mà mỗi lần cầm cái camera đi theo là không được, không được mồi lộ vậy đó. Cầm camera muốn làm vlog là đi săn là không được con nào hết chứ. Đây là chốt anh em, chốt biên phòng giáp biên giới nha. Rồi tới nơi rồi anh em ơi, tới nơi rồi. Đấy, tới rồi, tới rồi đấy. Ồ, mỗi giờ tới là thấy con cò trắng bốc lên rồi đó anh em. Rồi banh nón tao luôn. Đây là anh Nhân Quân. Đó, anh Nhân Quân đi gấp quá không mang dép luôn. Lấy đồ nghề ra. Rồi bắt đầu anh em ơi. Coi mày quay tao coi. Ừ. Phải tìm cái dây dò. Dây dò. Dây dò kìa. Dây dò thì múa. Nó lại tầng dây dò luôn hả? Dây chân luôn hả? Ok anh em ơi, tiếp tục thôi, lội thôi nào. Hy vọng bữa nay làm vlog thì sẽ được con mồi ngon ngon. Được thành tích cho anh em xem. Mỗi lần muốn làm vlog là đi không được gặp con nào hết trơn. Cũng hy vọng bữa nay gặp mồi có thành tích cho anh em cho em. Nếu anh em thấy hay và thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đấy, tới nơi rồi anh em ơi. Đây là ôi giời ơi, bữa nay có một con nào vậy? Mỗi lần chỗ này nhiều lắm mà. Đi giết à, có một con tuốt ngoài kia đó. Đi giết giờ nó nhát hết trơn, bãi bài hết rồi. Đi xuống dưới cái này, nếu không có thì mình qua kia.
chú. Đấy. Nó vô rồi, nó vô rồi. Nó vô bên đây nè. Đi từ từ thôi. Con mà. Con dính không? Dính không? Dính. Mày thấy không? Dính. Bật lên là chết. Dính rồi, dính cánh luôn. Lấy dính cánh. Đâu rồi? Đó. Ui má. Tuốt trên cây luôn anh em ơi. Ồ dễ gì à. Dễ gì vụt đâu. Dính nhà nè em, con đầu tiên á. Ây cha. Má, ổ kiến. Ây cha. Đừng cho nó xuống đi. Lộn. Đừng cho nó tới đi, đừng cho nó tới. Má, ổ kiến quá. Lộn trâu. Ừ. Đúng rồi, giỏi lắm con. Bây giờ con đầu tiên nha anh em. Vừa xuống bãi là lụm em chích nha. Có anh Nhân Quân rồi. Đúng là đi với anh Nhân Quân may mắn thiệt chứ. Giống như mỗi lần mày xuống à. Có nó bay ra rồi. Bay ra kìa thấy không? Úng má bay ra. Ê em xuống qua đây, xuống đường này nè, xuống đường. Quá trời anh em ơi. Quá trời luôn. Nó bơi quá trời trong. Vô trong đó nó nóng bùng rồi anh em ơi. Quá trời anh em ơi. Quá trời ơi. Dính không? Dính. Yeah, quá đẹp. Quá đẹp. Trên không luôn. Quá đẹp. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cho một like, cho một vỗ tay anh em ơi. Quá hay, tuyệt vời, bắt chim không anh em ơi. Quá đẹp. Bữa này em ơi, bữa nay thấy may mắn rồi đó. Có anh Nhân Quân lúc nào cũng may mắn. Ủa thì vui, vui, vui. Ở đâu mà đâu. Rồi ngấm rồi. Còn thứ hai nha anh em. Vỏ trời nó bơi vô đó nhóc luôn anh em ơi. Bơi vô, vô bụi cây đó nhóc luôn. Đi đi lẹ đi. Chú 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 con lên bờ rồi, con lên bờ rồi. Ê
Ê, binh ít vậy? Ôi, biết gì thả cho bắt binh ít luôn rồi. Ê, con là em meo. Con bơi vô trong này nè. Con trên cây nữa kìa. Mạnh rồi bữa nay, khoan vỗ tay, vỗ tay. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Được. Y chang một phát nại luôn, má bắt chân không luôn. Bữa nay nó là vô địch luôn rồi đó. Ừ, chết đó. Quá hay luôn anh em ơi. Chưa. Đừng cho nó ăn nè. Còn thứ ba nha anh em. Quá tuyệt vời luôn. Quá hai phát chinh không luôn. Bữa nay là có clip cho anh em xem rồi nha. Mới vừa tới chưa được nửa tiếng hồ lụm mai em anh em ơi. Phê quá trời phê luôn rồi. Quá phê luôn. Má trong này nhóc luôn rồi. Dính dính rồi, con thứ tư nha anh em. Phê quá phê anh em ơi, đã quá đã. Con thứ tư nha anh em. Đấy. Bữa này vô mánh này anh em ơi vô mánh rồi. Miếng nữa. Không kịp nó luôn.
đưa thịt đấy. À, thịt rồi rồi rồi. Con thứ tư nha anh em. Dạ con còn bay xuống rồi anh em ơi. Dinh quá phê luôn. Bữa nay là ngày gì trời, bữa nay là ngày gì ta, sao mà phát kỳ lực luôn rồi. Con này con thứ năm nha anh em, quá phê luôn rồi bữa nay. Quá phê luôn rồi. Ê, bỏ xuống. Quá phê luôn anh em ơi, bữa nay con này con thứ năm nha anh em, ngon lành cạnh đạo luôn anh em ơi. À, đúng rồi, bữa nay làm vlog với anh Nhân Quân á, hơn thiệt chứ. Có tôi là bạn thân nhất thấy không? Con thứ năm nha anh em, quá đã luôn. Rồi mình đi xuống dưới cá luôn rồi kết thúc. À mọc dữ trời, vần. Rồi anh em, giờ kết thúc nha anh em. Giờ bắt đầu anh em mình sẽ khui hàng cho anh em xem nha. Đấy, bữa nay làm vlog là một ngày làm vlog tuyệt vời nhất. Với ai? Với anh Nhân Quân tự giận. Còn Harris nha. Bữa nay bắt đầu khui hàng anh em. Bữa nay mình có làm vlog cho anh em xem. Bữa nay được 5 em. Và 5 em này sẽ có clip hết cho anh em xem hết. Anh em nếu anh em thấy hay và thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực với anh Nhân Quân làm video tiếp theo cho anh em xem nha. Đấy, okay. Bây giờ tôi sẽ cho anh Nhân Quân ra tay khui hàng nha. Bạn khui đi. Đây nguyên cái bài của mình Rồi bạn khui đi. Tôi khui cũng được, ai khui cũng được. Đúng rồi. Bây giờ bắt đầu khui hàng nha anh em. Để trên này đi. Okay. Mở cho nó đi. Bắt đầu khui hàng nha anh em. Bữa nay là Hangit ngày đầu tiên khóa kỷ lực luôn anh em, được 5 con chích. Bữa nay may mắn quá đi với anh Nhân Quân, một ngày tuyệt vời, phê quá phê, phê hơn chữ phê luôn anh em, phê mà kéo dài luôn. Một em chích nha. Đấy, này chích gì? Chích ghê. Da đen chân xanh nha anh em. Đấy, da đen chân xanh nha. Một em, hai em. Ủa con này còn sống luôn à. Còn sống, cầm lên đi. Hai em,
U, con này còn sống luôn nè. Hai con còn sống. Ba em, bữa nay là ngày da đen chân xanh nha. Toàn da đen chân xanh không à. Đấy. Ba em. Bốn em. Này chết rồi. Con cuối nè. Năm em. Năm em chích nha anh em. Đấy. Đấy. Rồi quay tình cảnh này. Đây 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 đây. Đây. Ừ. Đấy. 1 2 3 4 5 5 em nha. Đây, nguyên cái bãi đây. Đó. 5 em chích. À, 5 em này sẽ có clip cho anh em xem nha. Clip gõ gàng bao phê cho anh em xem bao phê luôn. Anh em đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình hai đứa mình nha. Để tôi với anh Dung Quân có động lực làm video tiếp theo cho anh em xem nha. Ok, tạm biệt anh em nha. Ôi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem hết clip này nha. Ok. Tạm biệt anh em.